có hai cái trường hợp hạ đường huyết đặc biệt là nguy hiểm trên bệnh nhân tiểu đường và nó có thể gây cho bệnh nhân bị đột tử. Vì vậy nếu như mà đã là bệnh nhân tiểu đường thì phải có cái hiểu biết rõ về hai cái trường hợp hạ đường huyết này. Và nếu như bạn là người nhà hoặc là người thân của bệnh nhân tiểu đường thì bạn càng phải nên biết về hai cái trường hợp hạ đường huyết này để có thể xử lý khi mà tình huống xảy ra nha. Cái trường hợp thứ nhất đó là hạ đường huyết ban đêm. Hạ đường huyết ban đêm này nó được mệnh danh là cái cơn ác mộng trong đời thực và nó thường xảy ra vào khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng khi mà bệnh nhân đang ngủ với các cái biểu hiện rất là kín đáo, không rõ ràng và rất khó nhận biết. Ví dụ như người bệnh trằn trọc, ngủ không ngon giấc hoặc có thể ngủ mơ, gặp ác mộng. Người bệnh ngủ mê mệt đi, muốn dậy nhưng mà không dậy được, cảm giác như là bị bóng đè đó. Và người nhà có thể quan sát thấy là người bệnh da nóng, ẩm ướt, toát mồ hôi hoặc là thay đổi về nhịp thở như là tự nhiên thở nhanh hơn hoặc là thở chậm đi. Các cái biểu hiện này xuất hiện trong lúc ngủ, vì vậy làm cho bệnh nhân rất khó nhận biết và dễ bị ngủ quên đi mà không biết là mình bị hạ đường huyết. Nếu như bạn mà ngủ cạnh một người bị tiểu đường mà thấy có các cái biểu hiện này thì bạn nên đánh thức người ta dậy để đo đường huyết xem có bị hạ đường huyết không nha. Thông thường đối với người bệnh tiểu đường mà mới mắc, chưa có các cái biến chứng thần kinh thì khi bị hạ đường huyết ban đêm như thế thì cơ thể sẽ tự nhận biết và huy động cái lượng đường từ gan ra máu để giải quyết cái tình trạng hạ đường huyết đó, giúp cho người tiểu đường có thể tự vượt qua được cái cơn hạ đường huyết ban đêm. Đây là một cái cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Và sau khi cơ thể tự vượt qua cái cơn hạ đường huyết ban đêm đó, sáng hôm sau thức dậy, người bệnh sẽ có những cái biểu hiện đặc trưng như sau. Người bệnh thức dậy thấy quần áo, ga trải giường, rồi vỏ gối ướt đẫm mồ hôi và cảm giác rất là mệt mỏi, đau đầu, mất tập trung và buồn ngủ vào ngày hôm sau. Ngoài ra thì cái đường huyết buổi sáng sớm nó cao bất thường so với cái đường huyết buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu như bệnh nhân tiểu đường sáng ngủ dậy mà thấy có các cái biểu hiện trên thì cần phải nghĩ ngay đến là khả năng cao là đêm hôm vừa rồi mình bị hạ đường huyết và phải có cái biện pháp dự phòng ngay, bởi vì lần này có thể cơ thể mình tự vượt qua được cơn hạ đường huyết nhưng những lần sau chưa chắc cơ thể mình đã tự vượt qua được. Tuy nhiên, đối với các trường hợp bị tiểu đường lâu năm rồi đã có biến chứng thần kinh thì cơ thể sẽ không thể tự điều chỉnh được nữa nên là rất dễ đi vào tình trạng hôn mê. Nếu như mà người nhà mà không phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời thì rất dễ có nguy cơ là tử vong. Người ta gọi nó là hội chứng chết trên giường, là một cái chết đột tử mà không rõ nguyên nhân. Vì là những cái hậu quả nghiêm trọng trên nên chúng ta cần chủ động phòng tránh tình trạng hạ đường huyết ban đêm, đặc biệt là đối với các cái đối tượng mà có nguy cơ cao sẽ bị hạ đường huyết ban đêm, bao gồm những cái trường hợp sau. Thứ nhất là người bệnh đã từng bị hạ đường huyết ban đêm. Thứ hai là người bệnh cảm thấy mệt mỏi, bỏ bữa hoặc là ăn bữa tối ít hơn thường lệ. Thứ ba, người tiểu đường hoạt động thể lực nhiều vào ban ngày, đặc biệt là lại hoạt động thể lực nhiều vào cái thời điểm trước khi đi ngủ. Thứ tư là người bệnh uống nhiều rượu bia. Thứ năm là người bệnh bị nôn hoặc là bị tiêu chảy, làm giảm cái khả năng hấp thu thức ăn. Thứ sáu là người bệnh tiểu đường điều trị bằng insulin tiêm hoặc là một cái loại thuốc uống mà có nguy cơ gây hạ đường huyết cao, ví dụ như là nhóm sulfamid hạ đường huyết. Đối với các cái trường hợp mà có nguy cơ cao bị hạ đường huyết ban đêm đó, thì mình cần chủ động phòng với cơn hạ đường huyết ban đêm bằng các cái cách như thế này. Thứ nhất là bạn tuyệt đối không được bỏ bữa tối. Nếu như mà bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn, ăn bữa tối ít hơn thường lệ, trước khi đi ngủ bạn cần kiểm tra cái đường huyết của mình. Nếu như cái mức đường huyết của bạn dưới 7,5 mmol trên lít thì bạn cần phải bổ sung thêm một cái bữa phụ. Thứ hai là bạn không nên tập luyện hoạt động thể lực mạnh trước khi đi ngủ. Nếu như bạn có công việc không thể đừng được bắt buộc phải làm thì bạn cần phải kiểm tra cái đường huyết trước khi đi ngủ của bạn và điều chỉnh nếu như có bất thường như đã hướng dẫn ở trên. Ba là bạn cần phải hạn chế rượu bia, đặc biệt là bạn không nên uống rượu vào buổi tối bởi vì rượu có thể gây hạ đường huyết. Thứ tư là nếu như bạn bị nôn hay là tiêu chảy thì bạn cần phải thử cái đường huyết trước khi đi ngủ và bổ sung thêm bữa phụ nếu như cần. Thứ năm là nếu như bạn đang tiêm insulin và đã từng có cái cơn hạ đường huyết ban đêm thì bạn cần phải báo lại với bác sĩ điều trị của mình để bác sĩ xem lại cho bạn, xem là cái insulin bạn đang dùng đó có phải là cái insulin có đỉnh tác dụng vào ban đêm hay không, thì phải đổi sang cho bạn sang cái loại mà không có đỉnh tác dụng vào ban đêm, nó sẽ an toàn hơn và ít gây hạ đường huyết ban đêm hơn, hoặc là bác sĩ sẽ điều chỉnh giảm cái liều insulin cho bạn. Đồng thời bạn cũng cần kết hợp thử cái đường huyết trước khi đi ngủ và bổ sung thêm bữa phụ nếu như cái đường huyết của bạn dưới 7,5 mmol trên lít. Thứ sáu là nếu như bạn đang dùng cái thuốc tiểu đường mà dạng uống thì bạn cần báo lại với bác sĩ điều trị
về cái cơn hạ đường huyết ban đêm của mình để bác sĩ xem lại cho bạn xem là cái thuốc bạn đang uống đó nó có phải là cái thuốc thuộc cái nhóm nguy cơ cao gây hạ đường huyết không, để đổi sang cho bạn sang cái nhóm mà ít có nguy cơ gây hạ đường huyết hơn. Ngoài ra thì bạn cần chuẩn bị đường, nước ngọt hoặc là bánh kẹo và để sẵn ở đầu giường nếu như phát hiện ra có cái cơn hạ đường huyết ban đêm thì có để xử trí luôn. Cái trường hợp thứ hai đó là hạ đường huyết không có triệu chứng, bệnh nhân không có cái biểu hiện gì cả, tự nhiên đi vào hôn mê, mà khi thử đường huyết ra thì cái đường huyết đã xuống dưới 3,0 mmol trên lít. Nguyên nhân là do bệnh nhân bị tiểu đường lâu năm, đã có biến chứng thần kinh nên cơ thể không có cái cảm giác gì cả, nên bệnh nhân không biết để mà uống đường kịp thời. Cái hạ đường huyết này nó rất là nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy chúng ta cần phải chủ động phòng ngừa cái hạ đường huyết không có triệu chứng này bằng các cái cách sau. Thứ nhất là người bệnh tuyệt đối không được bỏ bữa ăn, nếu như mệt ăn uống kém thì bắt buộc là phải bổ sung thêm bữa phụ. Thứ hai là cần phải trang bị cái kiến thức về hạ đường huyết cho cả người nhà. Nếu như thấy người bệnh có cái biểu hiện là mệt thiểu đi thì cần phải nghĩ ngay đến là do hạ đường huyết và cần phải tiến hành đo đường huyết ngay và xử trí kịp thời. Thứ ba là phải luôn luôn báo lại cái tình trạng hạ đường huyết của mình với bác sĩ điều trị để bác sĩ kịp thời điều chỉnh cái liều thuốc cho bạn. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thủy có thể giúp ích được phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nếu như bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng bác sĩ Thủy Triệu một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin hữu ích sớm nhất nha.